Mình đã từng sử dụng rất nhiều các phần mềm để edit video như Camtasia, Filmora và Premiere nhưng phải trả phí. Trường hợp chúng ta không muốn trả phí thì chúng ta phải tìm các cái key để giải nén và nó mất có thể là một tuần, một tháng và nhiều khi nó đã làm mình chán nản. Nhưng các cắt trên máy tính là một cái giải pháp tốt nhất, dễ sử dụng, mang lại chất lượng 4K, nhiều hiệu ứng và đặc biệt là nó miễn phí. Chúng ta chỉ cần 30 giây để tải các cắt về. Chào các bạn, tôi là Phú Tổng, Học viện Marketing Online. Video này là hướng dẫn edit video các cắt trên máy tính PC mới nhất năm 2023 và các mẹo, các thủ thuật để edit video các cắt giúp video bạn chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn. Các bạn vào các cắt này nhé. Sau đó các bạn nhấn vào đây này. Đây là toàn bộ cái giao diện của cái phần mềm cắt cắt các bạn nhé. Và để giới thiệu cho các bạn chi tiết hơn, cụ thể hơn thì mình sẽ thêm cái video, thêm cái hình ảnh và thêm cái âm thanh vào nhé, để mình sẽ chi tiết hơn để cho các bạn dễ hiểu hơn nhé. Để mà thêm cái video hình ảnh ấy, thì các bạn có thể, thứ nhất là các bạn vào media này này, vào cái import này này. Thứ hai là các bạn vào trực tiếp cái import này này và các bạn nhấn Ctrl nhé để chọn cái video, cái hình ảnh của chúng ta và cái âm thanh của chúng ta nhé. Đây, để chúng ta bắt đầu chỉnh sửa thì chúng ta có thể là kéo cái video của chúng ta xuống đây này, chúng ta nhấn vào đây và kéo xuống đây. Thứ hai đó là, hoặc là chúng ta có thể nhấn vào dấu cộng này này nhé. Đó, thì đây là toàn bộ cái video của chúng ta. À, bắt đầu đến đây thì các bạn sẽ thấy đây là một cái phần menu này, menu của cái CapCut này. À, các bạn sẽ thấy là cái audio này, text này, cái stick này, effect này, rồi các cái truyền cảnh nhá, các hiệu ứng truyền cảnh nhá, rồi các cái điều chỉnh. Thứ hai là các bạn sẽ thấy là cái flyer này này, mình sẽ thấy được những cái gì mà đoạn video ở dưới mình quay hoặc là mình chỉnh sửa nhá. Thứ ba là các bạn sẽ thấy cái phần chi tiết này này, là để các bạn chỉnh sửa những gì bạn muốn ở trong cái video, cái mà bạn nhấn vào đó thì chút nữa mình sẽ cụ thể hơn nhá. Và cái thứ tư là các bạn sẽ thấy được là cái lớp timeline này. Ở cái phần timeline này này thì các bạn chú ý là cái nào nó xuất hiện ở trên trước thì nó sẽ là hiện ra đây trước nhé các bạn nhé. Nên các bạn chú ý này là cái này sẽ hiện trên, nó chèn cái video này nhé. Trường hợp mà các bạn không có video hoặc là cái hình ảnh có sẵn đấy thì các bạn, nếu mà các bạn muốn tự thiết kế thì các bạn vào đây nhé, vào Liberty này này, và các bạn có thể chọn, thứ nhất là theo chủ đề, thứ hai là các bạn có thể chọn theo phông trắng này này đó nhá. Tiếp theo thì chúng ta sang cái phần audio này nhé, là cái phần âm thanh các bạn nhấn vào đây, và ở đây thì nó sẽ cho chúng ta là về cái ví dụ như là cái âm nhạc về chủ đề này, chủ đề nào mà bạn muốn này. Thứ hai là các bạn có thể là theo cái hiệu ứng của nó này, thì mình ví dụ nhé, mình ví dụ như mình chọn về cái nhạc mà nó có sẵn ở trong CapCut đi này, và các bạn ok thì các bạn đưa xuống đây, hoặc là các bạn có thể vào lấy âm thanh từ hiệu ứng này này, mình ví dụ như là cái tiếng cười này nhá, rồi ok download này đó. Rồi các bạn, trường hợp mà các bạn đưa xuống thì các bạn kéo xuống đây nhé. Đây. Đó, các bạn sẽ thấy chạy này. Nếu bạn làm được thì sẽ hết. Tiếp theo là đến cái phần text này các bạn này. Thì ở đây các bạn có thể là tự tạo ra cho mình những cái phần text mà theo mong muốn của các bạn. Cái thứ hai là các bạn có thể là nó sẽ tự tạo ra những cái phần text có sẵn, nó tự động ấy, tự động tạo ra cái phần text có sẵn. Thì mình ví dụ như là cái phần text là mình sẽ tự tạo ra nhé. Đấy, các bạn nhấn vào đây. Các bạn kéo xuống đây. Và ở đây thì các bạn có thể đưa vào những cái vị trí nào mà các bạn muốn bỏ phần text nó xuất hiện nhé. Mình ví dụ này, đấy. Đó. Và các bạn có thể kéo, ví dụ như các bạn có thể kéo như đây. Rồi các bạn nhấn vào đây nhé. Thì ở đây các bạn muốn viết cái gì, mình ví dụ như là edit video CapCut trên máy tính này nhé. Trường hợp mà các bạn muốn thay đổi cái khung chữ này hoặc là thay đổi màu của cái chữ ấy, thì các bạn nhấn vào đây này. Bạn có thể là chọn ở đây. Các bạn chọn ở đây nhé. Ví dụ như màu này đi. Hoặc trường hợp là nếu mà các bạn không chọn ở đây thì các bạn có thể nhấn trực tiếp vào đây nhé. Nó sẽ mặc định cho chúng ta những cái có mặc định có sẵn của CapCut nhé. Tiếp theo là các bạn muốn thay đổi cái phông chữ ấy, thì các bạn có thể chọn ở đây. Vì mình ví dụ này, đó, thay đổi nhé. Đây. Hoặc đây nhé, mình ví dụ như thế. Trong trường hợp các bạn muốn cái hiệu ứng chữ có sẵn của TikTok ấy, thì các bạn có thể chọn ở đây nhé. Nó mặc định rồi, mình ví dụ như nếu mà cái này nhé, thì các bạn kéo xuống đây. Có thể kéo xuống. Đây, ví dụ như tiếp tục nhé. Các bạn muốn viết gì thì viết ở đây. Mình ví dụ này. Edit video cắt. Đấy, các bạn có thể thay đổi ở đây nhé, các bạn tùy các bạn nhé. Trường hợp mà các bạn muốn tạo tự động theo cái lời mà bạn nói thì ở đây nó sẽ có là cái phần về auto này này, auto caption này này, tức là các bạn tạo phụ đề tự động. Tuy nhiên thì ở đây hiện tại nó mới hỗ trợ các cái phần phụ đề theo tiếng Anh thôi, và các cái tiếng nó có mặc định ở đây này, mặc định có sẵn đây này. Ở tiếng Việt, đối với tiếng Việt Nam thì nó chưa có nhé. Và mình hy vọng là cái thời gian tới thì các sẽ thêm cái phụ đề tự động của tiếng Việt nhé, để chúng ta có thể là dễ dàng thao tác hơn. Tiếp theo là về cái phần sticker này này, thì các bạn có thể là kéo xuống đây, mình ví dụ như mình chọn cái này đúng không? Đó. Thì mình muốn mô tả một cái điều gì đó để cho nó cụ thể hơn. Mình ví dụ nhé, đây. Ví dụ này, đây, mình ví dụ như mình chỉ vào cái nút bạc này nhé. Hoặc là trường hợp tiếp theo các bạn có thể chọn bất kỳ cái sticker nào nhé. Đây, mình ví dụ tiếp theo. Đây, đây là ví dụ nhé. Rồi, nên nó lại đi đây. Rồi, đây các bạn có thể phóng to thu nhỏ ở đây nhé.
Đây mình lại ví dụ như mình chỉ vào cái này chẳng hạn. Rồi các bạn muốn xoay chẳng hạn. Đó là về phần sticker nhé. Tiếp theo là đến cái phần về effect này. Nó là cái hiệu ứng của cái video. Mình ví dụ như là đây nhá, cái video dạng nhảy nhảy này này. Đó, hoặc là dạng biến đổi này nhá. Mình ví dụ mình kéo xuống cái video này, đoạn video này. Đây, mình kéo xuống đoạn video này. Đấy, thì các bạn sẽ xem này, nó sẽ nhảy nhá. Đó. Tiếp theo là về cái transition này này, là cái hiệu ứng chuyển cảnh các bạn ạ. Các bạn muốn là cái nó chuyển như thế nào ở giữa hai cái này này, nó là giữa hai đoạn. Ví dụ như là đoạn video và video, hoặc là đoạn video với hình ảnh. Rồi ví dụ như các bạn chọn hiệu ứng này nhá, các bạn giữ cộng rồi đây. Đó thì nó sẽ ra giao điểm của hai cái hiệu ứng giữa hai cái video với nhau, hoặc là hình ảnh và video nhé. Trong trường hợp mà các bạn muốn điều chỉnh cái thời gian của hiệu ứng ấy, thì các bạn có thể điều chỉnh ở đây nhé. Mình ví dụ như mình kéo ở đây này, hoặc là bắt các bạn có thể ghi ở đây, ví dụ 2 giây chẳng hạn. Đây các bạn cùng xem nhé. Đó các bạn thấy không? Đó, và ở đây thì có rất nhiều các cái transition, các cái hiệu ứng chuyển cảnh ấy, thì các bạn có thể lựa chọn tùy thích của mình nhé. Tiếp theo là đến cái phần filter đây này, đó là bộ lọc màu các bạn ạ. Mình ví dụ như ở đây các bạn muốn cái video này nó hình ảnh như thế nào, màu như thế nào thì các bạn vào đây. Ví dụ nhá, đây là ví dụ các bạn thích cái đoạn video này này, nó đoạn màu như thế này, các bạn có thể kéo ra đây, kéo ra đến cái đoạn nào mà các bạn có thể thích. Mình ví dụ này. Đó, đây là cái đoạn màu mà mình đang ví dụ nhá. Trường hợp mà các bạn thích cái màu khác thì các bạn có thể chọn vào đây tiếp tục nhá. Thì mình ví dụ này, ví dụ tiếp là đây. Đó. Và các bạn muốn là kéo cái thời lượng như thế nào thì tùy các bạn điều chỉnh nhé. Hoặc là các bạn muốn bỏ cái màu ở như thế nào thì ở thời gian như thế nào, ở cái đoạn như thế nào thì các bạn có thể là di chuyển ở đây nhé. Tiếp theo là đến cái phần flyer này các bạn này. Thì ở đây là thứ nhất là các bạn có thể phóng to thu nhỏ cái video của chúng ta nhé. Hoặc là các bạn có thể chọn định dạng. Ví dụ như là định dạng hiện tại mình đang để là 16:9 nhé. Và các bạn muốn thay đổi như thế nào thì các bạn có thể chọn ở đây. Và tiếp theo là trường hợp mà các bạn muốn phóng to màn hình ấy để các bạn xem ấy, thì các bạn có thể phóng to ra đây nhé và xem. Những bạn làm Đó. Và các bạn muốn kéo to ra màn hình thì như này. Tiếp theo là cái phần về detail này này, gọi là nó là phần chi tiết để các bạn chỉnh sửa. Và mình sẽ chia sẻ là những cái nào mà mình hay sử dụng thôi, còn ở đây thực ra nó có rất nhiều, nhưng mà mình hãy cái nào mà mình hay sử dụng. Đầu tiên ví dụ như về cái video này nhé, về vào phần basic này này, thì ở đây các bạn có thể là phóng to thu nhỏ cái hình của chúng ta, cái video của chúng ta, hoặc là cái hình ảnh nhé. Mình ví dụ như ở đây đang là 99% đúng không, thì mình muốn tăng lên là gì, 120 chẳng hạn, 110 chẳng hạn. Đó các bạn thấy nó to hơn không. Tiếp theo đến cái phần về cut out này này, thì ở đây là cái phần về chúng ta có thể tách phông nền nhé. Mình ví dụ này, đây ví dụ ở đây nhé, đây ví dụ di chuyển vào cái phần mà mình cần muốn tách phông nền nhé. Ở đây thì các bạn có thể là chọn chroma key này, hoặc là ở phần auto này nhé, thì hai cái nó có một cái chút khác nhau. Ví dụ như là ở phần này các bạn chọn nhấn vào cái mũi tên này này, các bạn nhấn vào đây, nhấn vào và chọn vào đây, thì ở đây nó sẽ bắt đầu là để cho các bạn này xóa như thế nào, đây xóa đây và hoặc là như này biến dạng của nó. Đây các bạn có thể kéo vào đây, các bạn thấy không. Đấy. Thì trường hợp mà thứ hai là các bạn có thể auto tự cắt, tức là nó sẽ tự động nó cắt theo cái auto ấy. Đây, đấy các bạn thấy không? Và các bạn di chuyển này. Đó cũng là hai hai cách nhé. Và bây giờ mình sẽ xóa đi để mình thực hiện cái thao tác khác nhé. Rồi, tiếp theo thì ở đây tiếp theo đến phần mask này này. Thì ở đây là nó là các cái định dạng mà các bạn đây, mình ví dụ này. Ví dụ luôn. Đây, các bạn nhấn vào đây và các bạn muốn nó như nào đây. Đó. Xuất hiện như nào trên dưới. Và các bạn không thì các bạn nó nhấn vào đây nhé. Đây là những cái mà về phần video mà chúng ta hay sử dụng. Còn thực ra nó có rất nhiều các yếu tố nhỏ lẻ nhưng mà mình không ai sử dụng luôn nhé. Tiếp theo là đến cái phần audio này này. Thì ở đây là ví dụ như là cái phần audio này nhé. Mình lại xóa cái video này đi. Đây, mình xóa thêm cái phần âm thanh này nhé. Thì các bạn nhấn vào đây này. Thì các bạn có thể chỉnh sửa được. Thứ nhất là các bạn có thể tăng được cái âm lượng của nó. Các bạn ví dụ như đây nhé. Đây là 00 đúng không? Thì hiện tại các bạn muốn tăng nó lên bao nhiêu? Thì nó sẽ tăng lên. Các bạn nghe thử này. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn kéo lên này thì nó sẽ rất là to này. Đó các bạn thấy sự khác biệt chưa. Và cái phần phase này này là cái mà nó xuất hiện, cái âm lượng của nó xuất hiện như thế nào, ví dụ như là nó từ nhỏ lên to. Ví dụ như các bạn muốn từ nhỏ lên to nhé, thì các bạn chú ý này, các bạn kéo này thì nó sẽ xuất hiện cái đoạn từ nhỏ lên to. Mình sẽ về về cái gốc nhá. Đây này các bạn sẽ thấy này, đấy các bạn thấy không, đó đó là nó sẽ xuất hiện từ nhỏ lên to. Và cái phase out này cũng thế nhá, là cái phần cuối cùng ấy các bạn muốn nó xuất hiện như thế nào. Tiếp theo là các bạn về cái phần về speech này này.
đó là về các bạn muốn chỉnh cái tốc độ của cái âm thanh của cái video âm thời lượng của cái âm thanh này như thế nào. Ví dụ như hiện tại nó đang là 16.3 đúng không, các bạn muốn tăng lên bao nhiêu thì các bạn có thể điều chỉnh ở đây 1.1, 1.2 thì các bạn có thấy cái thời lượng này nó có giảm đi không đó. Rồi tiếp theo là đến cái phần về speed này này. Speed này thì nó như thế thôi. Ví dụ như bạn muốn thay đổi cái tốc độ của chúng ta như thế nào. Ví dụ như là các bạn thay này, các bạn chú ý nhận đây này, 1.1 này thì nó sẽ nhanh hơn lên 1.2 này. Các bạn thử nhá. Đấy, các bạn thấy nó rút gọn thời gian hơn không? Đó, đó. Thì thế này nó có thể giúp cho bạn là tối ưu được cái thời lượng của video hơn, tối ưu được cái thời gian mà khách hàng ở lại. Ok, mình sẽ về lại vị trí ban đầu nhá, để mình chia sẻ tiếp tục nhá. Tiếp theo là đến cái phần về animation này này, thì thứ nhất là các bạn về nó sẽ có là in out và combo. Thì các bạn mình ví dụ như cái phần vào này nhá, in này nhá, in là cái phần bắt đầu và out là cái phần mà kết thúc ấy. Ví dụ như đây này, mình chọn cái hiệu ứng này. Đấy, các bạn vào đây. Các bạn khi mà các bạn bỏ vào đây nhá thì nó sẽ xuất hiện ở đây này. Đấy, các bạn thấy không? Là cái này. Thì tiếp theo ở đây thì các bạn muốn điều chỉnh cái điều chỉnh của nó, cái thời lượng xuất hiện của nó như thế nào ấy. Đây, các bạn có thể điều chỉnh ở đây nhá. Hoặc các bạn ghi số ở đây. Nó có thể điều chỉnh cái xuất hiện như thế. Thì các bạn làm cái phút Đó. Trường hợp mà ao nhá thì các bạn nhấn vào đây này. Đó, đây là cái phần về phần ao, là cái phần mà lúc kết thúc đó. Và tiếp tục là các bạn có thể chỉnh cái thời lượng của các bạn ở đây tùy các bạn. À, chúng ta cùng xem nhé. bạn tiếp tiền trên Đó, các bạn thấy chưa? Rồi phần combo thì cũng tương tự các bạn nhé. Tiếp theo là về phần tracking và adjustment bên này này, thì thường thì những cái này là mình rất ít khi sử dụng, ít khi thôi. Nhưng mà trường hợp mà các bạn sử dụng thì các bạn có thể vào đây tự điều chỉnh cái màu của chúng ta, cái da của chúng ta nhé, đây này. Đó, tùy các bạn nhé. Và tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn về nhiều các thủ thuật và cái cách mà để chúng ta là chỉnh sửa ở trên cái phần về timeline này nhé. Phần timeline này nó là một phần quan trọng nhé. Thì đầu tiên nó có một cái đầu tiên, khi mà các bạn muốn cắt cái video nào các bạn muốn cắt đấy thì các bạn có thể chỉnh sửa ở đây này. Đây, các bạn thấy là con dao này nhé, đây là cái phần mà các bạn có thể là nó bắt đầu ở đâu đây này. Đấy, các bạn di chuyển thì cái này nó bắt đầu, khi mà các bạn muốn cắt thì các bạn dùng ở đây đây nhé. Tiếp theo là các bạn muốn ví dụ cắt cái phần này chẳng hạn, các bạn nhấn vào và tiếp tục là cắt. Thì đây là phần các bạn muốn cắt ấy, thì các bạn nhấn có thể là gì, là nhấn delete ở đây, delete trên cái bàn phím, hoặc là các bạn có thể nhấn vào đây nhé, vào delete này nhé. Tùy mình, thường mình nhấn delete trên bàn phím nó sẽ nhanh hơn, hoặc là các bạn có thể xóa ngay ở tại đây nhé, thì nó sẽ xóa đi thôi. Khi mà các bạn muốn quay lại cái lệnh mà các bạn vừa thực hiện trước ấy, thì các bạn có thể nhấn là cái này này, mũi tên này này đó. Hoặc là các bạn có thể nhấn là Ctrl Z nhé, để các bạn thực hiện lại cái lệnh lệnh vừa nãy nhé. Tiếp theo thì cái timeline này này thì nó chỉ cần là các bạn cần chỉ chú ý là về cái phần cắt này là nhiều thôi, các bạn dùng cái phần cắt cắt này là nhiều. Và cái phần mà trường hợp khác thì các bạn có thể là gì, là nhấn vào cái mirror này này, là cái phần gương, gọi là cái phần ngược lại mình ví dụ nhé. Đó, các bạn thấy không? Và mình trường hợp các bạn muốn ngược lại thì các bạn có thể chỉnh sửa nhé. Và mình back quay lại này. Tiếp theo thì là cái, đây là cái phần mà quay, rotate, là các bạn có thể quay như thế nào đó, nó thuộc dạng như nào. Đó. Tiếp theo là về phần cách cắt ảnh, các bạn muốn cắt nó ở vị trí nào đó thì các bạn có thể di chuyển ở đây nhé. Mình ví dụ như ở đây. Đây là đó. Thì các bạn cứ lưu là được, xác nhận confirm là được nhé. Đó. Tuy nhiên thì mình hiện tại thì mình vẫn để như vậy nhé. Quay lại và tắt đi. Trường hợp mà các bạn muốn lấy cái âm thanh hoặc là thu âm cái âm thanh của chúng ta ấy, thì bạn nhấn vào đây và các bạn nhấn vào cái từ màu đỏ này thôi nhá, là được nhá. Tiếp theo là một cái thanh công cụ mà chúng ta hay sử dụng, đó là cái phần phóng to thu nhỏ này này. Cái này để các bạn có thể là bao quát cái màn hình của chúng ta, hoặc là các bạn phóng to ra, phóng to ra để nó chi tiết hơn. Đấy. Hoặc bạn có thể di chuyển đây này để chi tiết hơn này. Đấy, các bạn sẽ phóng đoạn này to ra nhá và các bạn di chuyển này. Đó. Hoặc là trường hợp mà các bạn muốn cắt cái chi tiết nào nó nhỏ hơn chẳng hạn, nó nhỏ hơn thì các bạn dùng dao này, đây cắt. Và đây cắt. Thì đấy là mình đang ví dụ nhá, thì đây là rồi. Tiếp theo các bạn muốn loại bỏ thì các bạn delete này đi nhá. Đó là cái ví dụ. Hoặc là trường hợp là các bạn đưa được một cái hình ảnh của chúng ta vào đây chẳng hạn. Ví dụ như đây. Các bạn sẽ đưa cụ thể hơn vào cái vị trí chính xác hơn. Và mình có một vài cái thủ thuật nhỏ dành cho các bạn để các bạn là làm việc nó hiệu quả hơn nhé, nó nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn nhé. Thì đầu tiên ở đây là mình ví dụ như khi mà các bạn kéo video xuống cái phần timeline này này, thì đầu tiên các bạn chú ý giúp mình là các bạn hãy tăng cái tốc độ trước. Ví dụ như là đây, cái tốc độ này này. Để cho lúc sau cái quá trình mà chúng ta chỉnh sửa nó không gặp cái khó khăn gì mà các bạn đã chỉnh sửa trước rồi. Đây này. Đấy, các bạn có thể tăng là 1.1 hoặc 1.2 nhé. Thì như thế này là lúc sau cái quá trình làm các bạn sẽ nhanh hơn. Cái thứ hai ấy, đó là về cái âm lượng. Thì khi mà các bạn vào âm thanh này này, các bạn có thể là tăng trước cái âm lượng lên để cho nó khi mà các bạn cắt, vì vì trong trường hợp mà khi các bạn làm video ấy, các bạn cắt nhỏ thì tự nhiên là cái thao tác của các bạn sau khi mà cắt nhỏ thì các bạn phải chỉnh chỉnh từng cái mà vị trí mà các bạn cắt, ví dụ như là cái âm thanh hoặc là cái tốc độ đó, thì như thế nó sẽ rất là lâu mà các bạn hãy chỉnh sửa trước giúp mình. Ví dụ như các bạn muốn tăng cái này
Đó, đây là toàn bộ phần này. Và sau khi mình cắt thì nó cái tốc độ và cái âm thanh nó vẫn như vậy nhé, nó sẽ không thay đổi gì. Trường hợp mà các bạn muốn tách riêng cái lời nói và cái hình ảnh của chúng ta ra thì các bạn nhấn vào đây giúp mình, và các bạn nhấn nhớ này là đây này, các bạn tách riêng đây này, nhấn từ Spacing X nhé. Đó, các bạn sẽ thấy là nó sẽ có sự tách riêng ra nhé, và các bạn sẽ thấy không thấy mình di chuyển ra đây thì các bạn sẽ không thấy âm thanh này. Đó, các bạn thấy không? Và mình sẽ quay lại các cái thao tác nhé để mình tiếp tục mình chia sẻ tiếp. Trong cái quá trình mà cắt video ấy, làm video, chỉnh sửa video ấy, thì cái phần về video nó rất quan trọng, đó là bạn phải mô phỏng được những gì bạn nói. Ví dụ này, cái phần video này là mình ví dụ như là cái phần mà mình đang muốn là mô tả những cái về cái nút bạc đây chẳng hạn, thì các bạn có thể cho nó ra đây, di chuyển này, nhấn vào đây và di chuyển ra này, mình ví dụ nha. Đây là cái ví dụ để cho, tức là nó mô phỏng lại những gì bạn nói để cho nó không gây nhàm chán, nó giúp video của chúng ta được mang lại cái hiệu suất cao hơn. Đấy, ví dụ như các bạn có thể kéo dài dài ra đây, đây là ví dụ. Các bạn làm xong thì các bạn phải kiểm tra một lần xem nó có cái sự sai sót gì không, và khi mà các bạn đồng ý rồi thì bây giờ là đến cái thao tác là chúng ta xuất bản thôi. Và khi xuất bản này nó sẽ có những cái chú ý tiếp theo, thì các bạn chú ý đầu tiên là các bạn ghi cái tên nhé để cho làm sao chúng ta quản lý thôi. Mình ví dụ như là thì đi video cắt cắt trên máy tính đó, để cho các bạn nhớ vào đây là cái nguồn và vị trí mà các bạn cần lưu, các bạn chọn thôi nhé. Các bạn sẽ chọn mẹo cắt 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 trên máy tính này, đấy là cái nguồn mà mình chọn nhé, và ok, lựa chọn thì ok. Tiếp theo thì các bạn ở đây này là các bạn có thể là chỉnh sửa theo theo cái chất lượng của video, ví dụ như là 2K này, theo chất lượng này 2K này, 4K này đó, hoặc là 100 1080 này. Ở đây thì nó sẽ mang lại cái chất lượng của chúng ta nó có thể tốt hay xấu tùy mình lựa chọn. Tuy nhiên thì cái lựa chọn này tùy thuộc vào cái cấu hình cái máy của các bạn nhé. Thường thì các bạn có thể chọn là 1080 nhân hoặc là 2K nhé, chứ 4K nặng quá và cái thời gian edit của chúng ta sẽ rất là lâu các bạn nhé. Thường các mình chọn 2K, và các bạn chú ý là cái phần mà và higher này này, các bạn chọn mặc định nhé, là phần higher nhé, là để cho chúng ta có phần chất lượng nó tốt hơn. Tiếp theo thì đến cái phần mà các bạn chọn là cái về về cái 50 đây này, cái frame frame này này, thì các bạn chú ý này là các bạn có thể chọn ở như thế này này, là 24, 25, 30 hoặc là 50, thì tùy vào cái là cái hiệu ứng của bạn nhiều hay ít đấy. Nếu mà các bạn hiệu ứng của các bạn là ít thì các bạn chọn 24, 25 hoặc 30. Tuy nhiên thì các bạn có nhiều hình ảnh, nhiều cái chuyển cảnh thì các bạn có thể chọn 50 này nhé. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo thì đến đây thì các bạn có thể xuất bản thôi nhé. Các bạn xuất bản thì nó sẽ cho chúng ta được cái chất lượng video của chúng ta nhé. Và nếu các bạn muốn biết thêm các mẹo, các thủ thuật edit video, các cắt trên máy tính PC thì các bạn hãy xem ở đây nhé.